và ly cà phê buổi sáng. Ôi đam mê, hê hê hê, hê hê hê. Đêm nay nghe thương nhớ. Hay hay, các cháu mua hát hay lắm. Này này, các cháu có biết là vì sao chúng ta có buổi tiệc vui như thế này không? Cao nguyên vào mùa. Dạ. Dạ, con không biết. Dạ, thưa nhà làng, là vì chủ tịch Hội Nông Dân đã chỉ cho chúng cháu biết cách bón đúng phân bình điền và cách chăm sóc cà phê đúng không? Ừ, đúng, đúng. Cháu nói đúng. Vậy là chúng ta không quên cái câu là ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Chị, anh để Liên nhìn chị kìa. Hay là chị nói gì với ảnh đi, thấy không? Ảnh nghĩ bọn cái tụi mình nhút nhát đó. Dạ, thưa già làng và thưa chủ tịch Hội Nông Dân, xin hai người cho chúng con được biết thêm về phân bón bình điền ạ. Ôi cầu nguyện nắng gió, buổi sáng phố núi có giang em qua. Tôi đại diện cho Hội Nông Dân cây trồng cà phê Ban Mê của tỉnh Đắk Lắk. Tôi xin nói thêm để các cháu hiểu thêm về giá trị phân bón đầu trâu. Phân bón đầu trâu của Bình Điền có mặt tại vùng đất Tây Nguyên của chúng ta lâu nay rồi. Tôi từng có dịp cùng ông chủ tịch trực tiếp được mời đi nghe các anh công ty Bình Điền hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và sử dụng phân bón đúng cách cho cây cà phê. Lần được nghe gần đây là tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột Đắk Lắk từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 năm 2015. Già làng cùng chúng tôi cho rằng phân bón đầu trâu của Bình Điền là mặt hàng có giá trị cao của tỉnh Đắk Lắk và 5 tỉnh Tây Nguyên. Dạ, cháu xin được phép thay mặt cho mấy cháu cũng như là tất cả các bà con của các buôn làng bên cạnh xin kính chúc cho công ty phân bón Bình Điền sẽ luôn luôn là bạn đồng hành của người nông dân trồng cà phê. Công ty phân bón Bình Điền chắc chắn luôn là bạn đồng hành của nhà nông chúng ta. Các cháu biết không, ngoài việc sản xuất cho bà con chúng ta những sản phẩm phân bón có chất lượng này, phù hợp cho cây cà phê này, họ còn thường xuyên chia sẻ vật chất cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ học bổng cho con em nghèo hiếu học và nhiều hoạt động thiết thực khác. Chẳng hạn như lễ hội vừa qua, họ đã làm nhà tài trợ chính trong toàn bộ các hoạt động của lễ hội cà phê ở Tây Nguyên thôi. Cao nguyên vào mùa. Bây giờ các cháu đã hiểu rõ về phân bón Bình Điền rồi phải không? Rồi bây giờ ta cứ vui chơi để bỏ qua những ngày thật là cực nhọc khi trồng cây cà phê tạm thành công. Dạ, cháu xin được phép thay mặt cho tất cả các nam nữ xin được gửi lời cảm ơn đến già làng như là chủ tịch Hội Nông Dân. Và cũng không quên cảm ơn mẹ con của bà Hơ Nhiêu. Thưa già làng, con đã chấm liễu tiên thành chồng rồi. Nếu như liễu tiên đồng ý thì sau này con sẽ đem theo hai chiếc chuột cầm và hai chiếc chồng sang nhà liễu tiên để ước hỏi. Tốt lắm, không có ai giỏi bằng chị của em đó nha. Tôi rất muốn được làm chồng cái đó. Ôi quê hương ấm áp. Sau mùa cà phê này em sẽ đưa ba mối của em sang nhà anh để ước hỏi. Thưa già làng, con xin già làng chứng giám cho lời hứa với liễu tiên với tất cả mọi người trong ngày hôm nay là sẽ yêu cầu lâu mãi mãi. Tôi đi xa vẫn nhớ cà phê đang môi xám nhấp nháp trên môi. Bác rất vui khi nhận lời ướm hỏi của gia đình cháu dành cho mấy con của bác. Có chút mến chú hay hay. Thân thương có một mùi hương miền quê nào cũng